Ngày 28 tháng 1 năm 2024, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được khởi công xây dựng. Tinh thần vượt nắng thắng mưa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay từ những ngày đầu triển khai dự án được lan tỏa mạnh mẽ. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiến độ dự án, thì những bữa cơm trưa trên cột điện cao 100m hay dưới chân công trường giữa cái nắng gay gắt và cả nhiều bữa cơm chan mưa cũng trở nên quen thuộc. Bởi vì mỗi lần leo lên cột với là xuống đất rất là khó khăn nên là bọn em tranh thủ ăn vui này để công việc cho kịp tiến độ của công trình. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài hơn 141 km, 285 vị trí móng cột, trong đó hàng chục cột chạy dọc dãy Hoành Sơn được xem là khó khăn và trở ngại nhất. Với núi cao, các đoạn dốc thẳng đứng thường xuyên có gió to nên việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động của các đơn vị đã vượt qua khó khăn, đưa dự án hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ở đây thì đặc biệt thì tại vị trí 52 này cột đường dốc rất lớn, anh em phải di chuyển đồng bộ lên để thực hiện. Hai nữa thì nắng thì còn nắng hơn thì rất là nắng. Thứ ba nữa là gió thì gió rất lớn, gió nam gió nam các rất lớn, cũng gây làm cái ảnh hưởng đến thi công. Cái tiếp theo thì cũng xen kẽ đó thì cả cái trận mưa, và trận mưa lớn thì đối với thi công và các cái trụ như trụ tròn, trụ đều này thì rất khó khăn trong công tác thực hiện kỹ thuật lắp ráp di chuyển. Trong giai đoạn cao điểm của dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh, có hàng nghìn người tham gia thi công trên toàn tuyến. Họ không chỉ là cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện, mà còn có sự góp mặt của những đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tình nguyện tham gia hỗ trợ. Huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức làm theo kế hoạch để bảo đảm công tác an toàn cũng như tiến độ thi công trên địa bàn. Đây là có thể nói là một công trình cũng rất là lớn và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất là cao và cũng rất là quan tâm kịp thời. Do đó về quyết tâm của cán bộ chiến sĩ sau khi giao nhiệm vụ thì anh em rất là phấn khởi và quyết tâm là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, hàng trăm hecta đất phải thu hồi. Diện tích giải phóng mặt bằng lớn, thời gian lại khá gấp gáp. Nhưng bằng nhiều cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đồng thuận của nhân dân, nên Hà Tĩnh đã trở thành một trong những điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng của dự án này. Đặc biệt, nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất hoặc dọn dẹp đến nơi ở mới ngay cả khi chưa nhận được tiền hỗ trợ bồi thường từ nhà nước. Cái gì nói chứ cái công trình của nhà nước là lớn, thì mình là một người công dân, người Việt Nam thì mình phải chấp hành, mình chịu khổ thôi. Thì quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã thành lập rồi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng đến tuyên truyền vận động, cùng thống kê kiểm đếm, mặc dù thì tiến độ rất nhanh nhưng mà được sự đồng thuận của nhân dân. Và quá trình đồng thuận rồi á thì chúng tôi đã huy động lực lượng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng như các chi hội chi đoàn phối hợp với ban quản lý dự án ngành điện đã huy động trên 2.100 nhân công đi giúp dân giải phóng băng cũng như giúp dân là phát quang các cái hành lang lưới điện. Tinh thần thần tốc quyết liệt từ khâu giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công đã đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên về đích đúng kế hoạch. Một khối lượng công việc khổng lồ được hoàn thành vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 8 tháng. Kỳ tích này được viết lên bởi mồ hôi, công sức, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân trên công trường, sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân nơi có dự án đi qua.